Trong bức tranh rực rỡ sắc màu của vùng đất Thanh Kỳ khả ái, Sầm Sơn nổi lên với bãi tắm đẹp cùng những huyền thoại lấp lánh sắc màu. Trải qua hành trình hơn một thế kỷ, Sầm Sơn hôm nay đang cho thấy sự đổi thay từng ngày, từng giờ. Bên bờ biển ngàn năm sóng vẫn vỗ bờ, Sầm Sơn vươn mình bừng lên nhịp sống mới, năng động, trẻ trung, hiện đại, khẳng định sắc vóc, vị thế của một đô thị du lịch. Sầm Sơn được hình thành trên một dải đất cổ, có hình thế đẹp, tựa núi hướng biển và được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc tươi đẹp. Không phải ngẫu nhiên, Sầm Sơn được mệnh danh là thiên đường mùa hạ, bởi nơi đây có bờ biển dài thoai thoải, bãi cát trắng mịn. Kề bên là dãy núi Trường Lệ xanh biếc, mang vẻ đẹp căng tràn sức sống. Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã từng xây nhiều villa, biệt thự trên núi Trường Lệ. Biển Sầm Sơn trở thành khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Đông Dương. Rồi đến vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Triều Nguyễn, cũng đã xây cho mình một hoàng cung nơi đây để nghỉ ngơi, làm việc. Hiếm có vùng đất nào ở xứ Thanh mà mỗi tháng tích đều mang sắc màu lung linh huyền thoại. Một hòn trống mái tình tứ, lãng mạn, ngự trên dãy Trường Lệ. Một đền độc cước uy nghi thể hiện khát vọng hòa bình, chế ngự giặc giã, bảo vệ sự bình yên cho người dân xứ Thanh. Một truyền thuyết về Bà Triều, tổ nghề chài lưới và sự ngưỡng vọng những vị nhân thần đã mang cuộc sống ấm no đến cho nhân dân. Ở nơi này, sóng vỗ ngàn năm kể mãi bao huyền thoại về những vị thần có công an dân hộ quốc, về chuyện tình son sắt thủy chung tạc nên hòn trống mái. Người dân qua bao thế kỷ đã dựng xây nên những vạn chài sầm uất mang đậm dấu ấn văn hóa biển khơi. Dù có lịch sử khai thác lâu dài, song trong khoảng hơn một thập kỷ trở lại đây, du lịch Sầm Sơn mới thật sự khởi sắc với nhiều kết quả tăng trưởng ấn tượng. Cùng với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, thành phố Sầm Sơn cũng đã chủ động tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, đa dạng hóa sản phẩm để thu hút du khách và kéo dài thời gian hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Nhờ đó, Sầm Sơn đã có sự lột xác ngoạn mục về chất lượng dịch vụ và kết cấu hạ tầng. Dịch vụ lưu trú phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng. Từ con số vài chục, đến nay, trên địa bàn thành phố đã có trên 710 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 25.000 phòng, trong đó có trên 105 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Đặc biệt, thành phố đã thu hút nhiều dự án lớn phát triển hạ tầng, tạo điểm nhấn về cảnh quan du lịch như dự án quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội của tập đoàn Sun Group, khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC, không gian bãi biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, khu đô thị sinh thái dọc hai bên bờ sông Đơ. Nhiều dịch vụ cao cấp được đưa vào khai thác như hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, Sun Golf, hệ thống các nhà hàng khu vạn chài đã góp phần nâng tầm du lịch Sầm Sơn. Có thể khẳng định một điều rằng là trong suốt thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn lớn về lĩnh vực du lịch đã chung tay đồng hành cùng với thành phố Sầm Sơn trong xây dựng và phát triển lĩnh vực du lịch. Có thể kể đến như tập đoàn SRC, một trong những tập đoàn tiên phong mở đường cho phát triển du lịch, cùng với đó như tập đoàn Văn Phú, Đông Á, đặc biệt là tập đoàn Sun Group hiện nay đang đầu tư trên địa bàn của thành phố. Cá nhân tôi cho rằng nếu như FLC khi đầu tư vào thành phố Sầm Sơn đã làm thay đổi bức tranh du lịch trên địa bàn, thì sự đầu tư của tập đoàn Sun Group sẽ làm thay đổi cục diện du lịch của thành phố chúng tôi với các dự án lớn
như quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội, khu vui chơi giải trí, và sắp tới là sẽ đầu tư vào khu nghỉ dưỡng, đặc biệt là khu chăm sóc sức khỏe. Tôi cho rằng đây là một điểm mấu chốt mà sẽ phát triển cho du lịch Sầm Sơn phát triển cách bền vững. Cùng với việc nỗ lực cải thiện môi trường du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử, Sầm Sơn cũng đã tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế, các giá trị văn hóa lịch sử, tổ chức tốt các sự kiện, lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa nhằm kích cầu du lịch như lễ hội du lịch biển, lễ hội cầu phúc đền Độc Cước, lễ hội bánh chưng bánh dày, lễ hội cầu ngư bơi trải. Đồng thời chú trọng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch bổ trợ, đưa vào khai thác các sản phẩm mới như lễ hội tình yêu hòn chống mái, lễ hội carnival đường phố, đêm nhạc Sunfest, phố đi bộ kết hợp với chợ đêm nhạc nước. So với các năm trước thì năm nay phải nói rằng là Sầm Sơn thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là cái khu du lịch, đặc biệt là có những cái bãi biển sạch đẹp, rồi có sân khấu hoành tráng cùng với những cái hệ thống nhạc nước rất là tuyệt vời. Và điều này cũng cho thấy được là cái bãi biển Sầm Sơn có thể là sẽ sánh vai và đứng top đầu so với các bãi biển đẹp trên đất nước. Sầm Sơn trước đây nó chỉ là bãi tắm thôi, thì bây giờ nó trở thành một cái sản phẩm du lịch mà không chỉ người ta đến đấy không phải chỉ có tắm, người ta còn có thể là nhiều cái hoạt động khác về văn hóa, về các cái mặt hoạt động khác nữa. Hai là Sầm Sơn theo tôi trong những năm vừa qua nó đã có một cái thay đổi hết sức cơ bản. Đấy là trước đây nhân dân Sầm Sơn cho rằng là chỉ là cái du lịch một mùa, có nghĩa rằng chỉ đến mùa hè mới có người đến, còn mùa đông là lạnh ngắt. Nhưng bây giờ là Sầm Sơn trở thành một cái điểm du lịch bốn mùa. Ngày nay, khi du lịch ngày càng khẳng định được vai trò và vị thế của một ngành kinh tế mũi nhọn, thì việc đầu tư cho du lịch với chiến lược phù hợp và tầm nhìn tương lai càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sầm Sơn đang chuyển mình nhanh chóng trên hành trình trở thành một đô thị du lịch trọng điểm quốc gia. Đây vừa là định hướng có tính chiến lược, vừa là nấc thang giá trị mới, giúp nâng tầm du lịch không chỉ của Sầm Sơn mà của cả tỉnh Thanh. Chúng tôi kỳ vọng với cái dự án hiện đại được đầu tư xây dựng rất là tỉ mỉ, bài bản, cùng với những cái chương trình mà Sun Group đã đồng hành cùng với địa phương trong thời gian sắp tới sẽ tạo ra một sức hút rất lớn về du lịch và làm thay đổi cái diện mạo du lịch của Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung, giúp cho du lịch của Sầm Sơn và Thanh Hóa tăng trưởng vượt bậc và đáp ứng đúng với kỳ vọng mà tỉnh Thanh Hóa đặt ra khi đưa cái ngành du lịch thành cái ngành mũi nhọn trong kinh tế của tỉnh nhà. Trong những năm qua thì tỉnh Thanh Hóa luôn cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cách hành chính và thu hút được rất nhiều các dự án lớn, các tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước đến đầu tư, đặc biệt lĩnh vực du lịch. Hiện nay Sầm Sơn thì đang có rất nhiều các tập đoàn lớn như là Sun Group và cùng với nhiều tập đoàn khác nữa đã đến đầu tư với Thanh Hóa, thì chắc chắn là Thanh Hóa sẽ là một cái điểm đến lý tưởng với nhiều khách du lịch. Và tôi nghĩ rằng là trước kia chỉ có một mùa thôi, thì trong tương lai gần sẽ là bốn mùa trong năm đã đến với Thanh Hóa, và khách du lịch đến thì trải nghiệm với Thanh Hóa thì cảm thấy là có đủ các cái điều kiện để có thể vui chơi giải trí. Sầm Sơn chiều hè, tiếng sóng như một bản hòa tấu từ mênh mang biển cả. Cảm giác thư thái, không ngôn từ nào diễn tả nổi, đã mặc nhiên tràn theo từng đợt sóng, lúc khoan, lúc nhặt, khi dịu dàng êm ái, khi cuồn cuộn, hối hả. Bức tranh biển chiều như thi, như họa ấy lại đang bừng lên một sức sống mới. Sức sống của đô thị trẻ tuổi đôi mươi, năng động, hiện đại, vươn mình, tỏa sáng.